tự giác vào tù. Đêm 26 tháng 7 vừa qua tại California, một con cướp vô cùng dữ tợn đã tấn công một chiếc xe gặp nạn bên đường. Cướp! Chào mừng các anh đến với nhà tù San Quentin. Cảm ơn các anh đã giúp chúng tôi không mất thời gian để áp tải về. Trời, sao ta lại chạy trốn đúng với nhà tù thế này? Tận số rồi. Vào đêm 30 tháng 2 vừa qua, tên cướp 18 tuổi Charles Robert đã vô cùng táo tợn, đột nhập vào tư gia một quả phụ ở bang Ohio, Mỹ. Có từng ngày tiền thì bà trả cho các hóa đơn hàng tháng kiểu gì hả? Bằng séc. Mau viết cho ta một tấm séc $500, à không, $1,000, mà đảm bảo tấm séc phải có hiệu lực, nếu không đừng có trách ta đấy nha. Tấm séc sẽ có hiệu lực, chỉ cần có họ tên chính xác của người nhận, tôi sẽ phải viết séc cho ai đây? Charles Robert. Vài giờ sau, tên cướp Charles Robert đã bị cảnh sát tóm gọn, cũng bởi chính cách cướp của táo bạo mới lạ của mình. Hồi 17 giờ ngày 21 tháng 5, tên cướp David Baker đã đóng giả là một khách hàng để cướp tiền tại quầy đổi tiền bang Florida, nước Mỹ. Cô ơi, cho tôi đổi tấm séc này sang tiền lẻ với. Cấm động đậy, đưa hết số tiền trong két ra đây. Tại đồn cảnh sát, tên cướp đã bật khóc nức nở khi được cho biết số tiền lẻ hắn cướp được để bị bắt là $200, trong khi hắn cướp lại tấm séc trị giá $1,000. Từ ngày 1 tháng 7 2014, điều luật ra đường phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đã được thực thi, nhưng vấn đề đạt chuẩn tức là phải đạt độ cứng và độ dày. Chính vì thế, một cơn sốt mang tên mũ bảo hiểm đã đổ bộ, khiến cho giá cả của chúng tăng gấp đôi, thậm chí gấp 4-5 lần. Nhiều cá nhân, nhất là các bạn sinh viên, trong cái khó đã ló cái khôn, đã nghĩ ra một giải pháp vừa rẻ vừa tiết kiệm, đó chính là việc dùng nồi cơm điện cũ thay cho mũ bảo hiểm đắt đỏ. Gần đây, trào lưu đồi đũa lệch đang được các bạn trẻ hưởng ứng một cách vô cùng nhiệt liệt, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Những cô nàng 40kg đặt ra tiêu chuẩn chọn người yêu của mình là những anh chàng từ tạ trở lên, nhưng phải có SH kèm theo. Theo đó, có ý kiến cho rằng tương lai không xa, anh chàng nào 40kg sẽ xứng đôi với các quý cô 100kg, nhưng phải có Mercedes kèm theo. Một trào lưu mới trong giới học sinh sinh viên đang nở rộ trong mùa World Cup 2014, đó là chứng kiến cảnh toàn thể ông bà, bố mẹ, anh chị em gần xa hàng đêm ngồi trước màn hình TV chờ đợi trái bóng tròn, thì các sĩ tử cũng vô cùng khó khăn khi phải đấu tranh ngồi vào bàn học. Tuy nhiên, một bộ phận sĩ tử có phương châm đại học đợi được, còn World Cup thì không. Cố lên, cố lên, vào, vào rồi. Hả? Con đang ôn thi đại học cơ mà. Vâng, con nghĩ kỹ rồi, đại học năm nào chả có, còn World Cup 4 năm mới có một lần, nên con quyết gác bút, năm sau mới thi. Cái gì? Cái gì? Ngày hôm qua, tại một gara ở Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội, một vụ nổ khói trắng đã xảy ra khi một người đàn ông đang bơm hơi cho bánh xe của một chiếc ô tô. Cú nổ đã khiến người đàn ông bị bắn ra sau, đồng thời chiếc quần dài anh đang mặc trên người cũng bị xé toạc và bay mất. Mọi người vô cùng bất ngờ nhưng cũng kịp chạy lại cứu người đàn ông vừa bị mất quần. Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Vừa qua, cảnh sát California đã bắt giữ Jeremy Mick vì tội tàng trữ vũ khí, đạn dược và ma túy. Trong một đợt càn quét các băng nhóm tội phạm tại thành phố Stockton, anh ta đã bị kết án 6 năm tù giam. Điều bất ngờ xảy ra khi cảnh sát Stockton đăng tải hình ảnh của Mick lên trang Facebook của sở. Chỉ trong vài ngày, con số người ấn nút like bức ảnh đã lên đến 75.000 lượt. Những bình luận tới tấp được đăng tải với những lời cảm thán như "Chúa ơi, sao anh ta đẹp trai vậy?" hay "Trời ơi, con đã yêu một tên tội phạm." Rất nhanh chóng, Jeremy Mick trở nên nổi tiếng trên toàn nước Mỹ. Tuần trước, một hãng thời trang ở Hollywood đã ngỏ ý muốn mời anh ta làm người mẫu, dù anh ta vẫn đang ngồi tù. Thậm chí, sự việc còn đi xa tới mức các cô gái hâm mộ Mick còn lập ra một quỹ để quyên góp tiền bảo lãnh cho Jeremy Mick. Vào mùa World Cup, thời tiết cả nước có diễn biến vô cùng phức tạp.
mà phần lớn do ảnh hưởng của cơn bão Gây Gắt đến từ đất nước Brazil đánh bỏ. Đây là cơn bão có khả năng giật đổ nhiều ngôi nhà sang trọng, làm tan nát vô số túp lều tranh, sụp đổ nhiều tập đoàn. Cảm ơn World Cup. Nhờ World Cup và mấy vụ cá độ mà mình được hẳn cái biệt thự của thằng cha này. Chỉ tại cái thằng cha World Cup mà giờ đàn vịt cuối cùng của mình cũng đi tò. Đề nghị mọi người cẩn thận và sử dụng tất cả các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.